Hello, xin chào toàn thể anh em đã trở lại video Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi giới thiệu anh em một cái đầu máy rửa xe nha anh em nhé. Đó, đầu này thì nó là đầu ti sứ. Đó, con này đầu ti sứ anh em nhé. Đó, công suất của nó là 2 HP nữa nhé. Bít tông của nó là 5,30 mm, bít tông 30 mm. Đó, dòng này thì anh em xịt là thoải mái luôn. Đó, với cái độ mạnh thì anh em cực kỳ ok luôn nhé. Đó, yên tâm luôn, dòng này thì rất là bền, đồ phụ tùng nó thì nó có mới hết nên là anh em yên tâm về cái đồ phụ tùng thay thế nhá. Đó, đây thì nó tặng kèm cho anh em là một bộ phốt sơ cua này, đó và dây hút dây hồi này, lọc rác đồ đầy đủ hết cho anh em nhé. Đó, dòng này thì anh em cực kỳ gắn trên những dòng motor tầm 2,2 kg trở lên là cũng đã có thể sử dụng rồi, hoặc là anh em có thể mạnh hơn thì anh em có thể gắn trên dàn motor 3 kg nhá. Đó thì bên em có bán đầu rơi cho anh em nào mình đã có motor rồi, còn anh em nào mà mình chưa có motor thì có thể mua nguyên một dàn luôn nhé. Bên em cũng lắp ráp theo cầu anh em luôn. Đó thì con này là hãng sản xuất là hút Banda. Đó, đầu đầu rất dày, đầu ti sứ nha em nhé. Đó, anh em thấy ba cái ti này nó làm bằng sứ. Đó, dòng này thì không xài mỡ bò. Anh em nó tự tiết nhớt lên nó nuôi nhé. Bít tông sứ đây anh em. Vào bít tông bằng thép sứ nhé. Dòng này rất là mạnh luôn, hầu như anh em xịt là áp của nó rất là thoải mái nhá. Nói chung là xịt rửa xe, anh em xịt thuốc bảo vệ thực vật thì cực kỳ ok luôn, đầu mới luôn. Đó thì con này thì em nó bán cho anh em với giá là 1.850.000 là một đầu, bên em miễn phí ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, tặng kèm cho anh em một chai nhớt về anh em đổ nữa nhá. Đó, đầy đủ cho anh em hết. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0399. Đó, con này phù hợp cho anh em gắn motor 2,2 kg đến 3 kg nha em nhé. Đó, còn anh em nào mình xài motor nhỏ hơn 1,5 kg thì nó sẽ không gắn được. Đó, nó sẽ chạy, nó sẽ bị nhanh cháy motor hơn. Đó thì tốt nhất anh em gắn đầu cứ khoảng 3 kg motor là thoải mái. Đó, bên em có gắn sẵn cho anh em luôn. Đó, thích anh em nào mà chưa có motor thì có thể mua nguyên motor, còn anh em nào mà có motor rồi thì có thể mua một đầu xịt rồi để gắn nhá. Đó, chạy trên cả những động cơ máy nổ thì đều được hết. Đó, bây giờ sử dụng ra là dòng này rất là nhiều luôn, như là đa số giờ sử dụng ti sứ hết. Đó, nên là anh em nào có nhu cầu mua thì ủng hộ kênh Hoài Bãi nha. Đó, tăng áp của chuẩn chỉ cho anh em luôn. Đó thì em sẽ ra những cái clip test máy cho anh em để cho anh em tham khảo nhé. Đó, em sẽ gắn trên giờ motor 3 kg test cho anh em xem mức áp rồi các kiểu cho anh em nhé. Đó thì em xin kết thúc video ở đây. Anh em nào có nhu cầu đặt mua thì bên em sẽ ship code tận nhà cho em luôn. Đó, hàng đến em được kiểm tra hàng ok mới thanh toán tiền nha. Đó thì đây là nước hồi về này, đây là nước hút lên này. Và cái này là cái bếp tưới nha em nhé. Đó, anh em thể vặn ở đây để tưới cây này. Đó, còn anh em nào mình xịt thuốc thì gắn 2 dây đây. Đó, mình tăng chỉnh áp ở đây nhé. Đó, rồi em xin cảm ơn thầy nhé. Anh em nào theo dõi video Hoài Bãi cho Hoàng Bãi làm đăng ký kênh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.